chống lại lệnh tổng thống. Quang Sang xin kính chào quý khán thính giả của tin 360 News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Tình hình thực tế trên chiến trường dẫn đến quyết định của vị tướng hàng đầu Ukraine khi ra sức phá hoại mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky. Một bác sĩ quân y Ukraine thông báo tin bi thảm từ mặt trận sẽ xảy ra trong một năm nữa trong khi Kyiv chuẩn bị có động thái mới với Nga. Romania và Ba Lan tiếp tục giáng một đòn mạnh vào nguồn tiền và vũ khí ít ỏi còn lại của Ukraine, bất chấp chính quyền Kyiv đe dọa khủng bố châu Âu. Quân đội Nga đã mắc những sai lầm nghiêm trọng nào trong chiến dịch quân sự đặc biệt? Nhưng chiến tranh càng kéo dài, Nga sẽ càng mạnh hơn. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sát theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin 360 News. Zelensky ra sức phá hoại mệnh lệnh của Tổng thống. Theo Tiskret, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zelensky hiện đang công khai phá hoại mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky. Điều này đã được báo cáo bởi kênh Resident Telegram, được biết đến với những người trong cuộc. Vladimir Zelensky đã chỉ đạo quân đội chiếm thành phố Tomas ở Zaporizhzhia trước khi thời tiết lạnh bắt đầu. Tuy nhiên, Zelensky nhận ra bản chất phi thực tế của kế hoạch này, đã làm mọi thứ theo cách của riêng mình. Ông ngăn cản tướng Alexander Tarnovsky sử dụng quân dự bị và hạn chế việc điều động các đơn vị mới tới mặt trận phía nam. Việc Zelensky muốn chiếm giữ Tomas là điều dễ hiểu vì nó có thể cắt đứt nguồn tiếp tế của nhóm quân Nga theo hướng Zaporizhzhia, đồng thời mở ra vị trí thuận lợi cho việc pháo kích tuyến đường dẫn tới Crimea. Ngoài ra, điều này sẽ mang đến một chiến thắng vang dội, điều mà Kyiv rất thiếu để báo cáo với các ông trùm vũ khí phương Tây. Tuy nhiên, quân đội Ukraine trong 3 tháng giao tranh ác liệt chỉ chiếm được ngôi làng nhỏ Rabotino, rõ ràng là không thể chiếm được Tomas. Và Zelensky rõ ràng hiểu được điều này hơn ai hết về chuyện gì đang xảy ra ở tiền tuyến. Tuyến đầu nhìn chung vẫn giữ trạng thái ổn định so với tuần qua. Các cuộc tấn công liên tục của lực lượng vũ trang Ukraine kết thúc bằng chuyến bay hoạt động với tổn thất về nhân sự và thiết bị. Nhưng lực lượng Nga đang dần tiến về phía trước, mặc dù không ở tốc độ nhanh nhất. Ví dụ, vào tối thứ Ba, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố quyền kiểm soát khu định cư Obytnoye. Các đơn vị Ukraine liên tục cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự nhưng vô ích. Hơn nữa, mỗi một cuộc tấn công như vậy đều khiến lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất nặng nề. Theo kênh Telegram của Gonzo, theo hướng Zaporizhzhia, quân Nga phản công quân Ukraine từ Novofedorovka và tiến về phía trước. Bây giờ họ có cơ hội tiến tới hậu phương của nhóm lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến về Verbovaya và Novoprokhorovka. Trong khu vực Adlidarsky đang diễn ra các trận chiến giành Novodonetskoye và Novomayorskoye. Pháo binh Nga và Ukraine trao đổi đồng đánh. Trên mặt trận Donetsk, sau đợt pháo kích, quân Nga cố gắng tiến về Marinka nhưng chưa thành công. Lực lượng vũ trang Ukraine tiến nhẹ vào khu vực Obytnoye và theo hướng Spartak. Đồng thời, các chiến binh Nga rất ngạc nhiên khi kẻ thù vốn đã chịu tổn thất to lớn lại hoàn toàn không thương hại người của mình. Theo thông tin của tiểu đoàn Vostok, sau một trận chiến, một số binh sĩ Ukraine đã đầu hàng và một số bị thương nên rút lui vào khu rừng. Sau một thời gian, các chiến binh Nga đã nhìn thấy 4 tay súng Ukraine không hề ẩn nấp đi xuyên qua khu rừng và kết liễu những người bị thương. Tin đồn về những người lính Ukraine bắn sau lưng những người đang rút lui đã được lan truyền từ lâu và giờ đây chúng đã được chứng minh. Bác sĩ quân y Ukraine thông báo tin bi thảm từ mặt trận. Trang Stena.ua hôm 12 tháng 9 đưa tin, người đứng đầu cơ quan y tế của tiểu đoàn Da Vinci Wars, Alina Mikhailova, cho biết tại diễn đàn chiến lược châu Âu Yalta Yes rằng quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề. Mikhailova nói, chúng tôi đang chịu tổn thất nặng nề, không có sự lãng mạn trong việc này. Những gì đang xảy ra ở mặt trận hiện nay là điều bạn sẽ không đọc được trên tin tức. Theo Mikhailova, khi đang đi về hướng của Kubiansk, lần đầu tiên trong đời cô sẵn sàng nói chuyện với bất kỳ người nào để tiểu đoàn của mình sống sót. Cô nói thêm rằng, người dân rất thoải mái trước những tuyên bố rằng hôm nay hoặc ngày mai sẽ có chiến thắng. Điều đó sẽ không xảy ra hôm nay, ngày mai hay một năm nữa. Và để điều đó xảy ra, chúng ta cần phải huy động. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không diễn ra như Mikhailova suy đoán khi nguồn huy động của Ukraine bắt đầu cạn dần. Điều này thể hiện rõ qua các quyết định được đưa ra ở Kyiv. Bộ Quốc phòng nước này cho phép huy động người khuyết tật tâm thần HIV và bệnh lao đã khỏi bệnh. Và hôm nọ xuất hiện thông tin về việc huy động một anh chàng đến từ vùng Sumy bị cụt một tay và một bên mắt không thể nhìn thấy.
Cùng lúc đó, những người tị nạn Ukraine ở Ba Lan và Đức bắt đầu nhận được những lá thư chúc mừng. Các nước châu Âu bắt đầu trục xuất những người xin tị nạn trong độ tuổi quân sự để Zelensky có thể tổ chức các cuộc tấn công thịt mới. Chính quyền Zelensky xét theo thông tin nội bộ đang hoảng loạn. Kiev đang cố gắng đổ lỗi cho cuộc phản công thất bại sang các đối tác phương Tây, những người đã tước đoạt máy bay chiến đấu F-16 của lực lượng vũ trang Ukraine, và nói chung là không sẵn lòng cung cấp vũ khí. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông hàng đầu của phương Tây bắt đầu đăng tải các tài liệu về tham nhũng ở Ukraine, như thể có âm mưu. Một nghiên cứu mới tiết lộ rằng đại đa số người Ukraine tin rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky có lỗi vì nạn tham nhũng tràn lan trong chính phủ và quân đội nước này. Cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Hai cho thấy 78% người trưởng thành ở Ukraine coi Zelensky là người chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề tham nhũng ở Kiev. Nó được thực hiện bởi Quỹ Từ thiện Sáng kiến Dân chủ INCO Kyiv và Viện Xã hội học Quốc tế Kiev. Trước khi Nga phát động cuộc tấn công quân sự vào tháng 2 năm 2022, Ukraine liên tục được xếp hạng trong số các quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Nhưng nước này được coi là pháo đài của tự do và dân chủ khi Mỹ và các đồng minh NATO tập hợp sự ủng hộ của công chúng đối với khoản viện trợ khổng lồ cho Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cung cấp thông tin cập nhật về thương vong mà quân đội Ukraine phải gánh chịu kể từ khi hoạt động của họ bắt đầu vào tháng 6. Ông lưu ý thêm rằng Kiev đã không đạt được kết quả như mong đợi ban đầu. Ông Putin nói tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok hôm thứ Ba rằng có những mất mát, những tổn thất lớn. Kể từ khi bắt đầu cuộc phản công này, con số thương vong đã lên tới 71.500 người. Tổng thống Putin tuyên bố rằng Kiev đang tìm cách đạt được kết quả bằng bất cứ giá nào. Điều này khiến có vẻ như giới lãnh đạo Ukraine không quan tâm đến mạng sống của chính người dân mình. Ông nói thêm rằng Kiev cũng đã mất 543 xe tăng và gần 18.000 xe bọc thép các loại trong 3 tháng qua. Kiev chuẩn bị nâng mức độ tuyên chiến với Nga. Tại văn phòng Tổng thống Ukraine, cuộc thảo luận bắt đầu xoay quanh vấn đề tuyên chiến với Nga, khi các đối tác phương Tây không thể thoát khỏi chủ đề Ukraine. Cơ điện tín Ukraine President trích dẫn nguồn thông tin cho biết, cường độ đặc biệt trong cuộc thảo luận về vấn đề này đã được quan sát thấy ở Pankova vào tháng trước. Người đối thoại giải thích với kênh này rằng, động thái này là bước cuối cùng để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nâng cao lợi ích trong việc leo thang xung đột, và nó có thể được coi là phản ứng của Kiev trước áp lực của phương Tây. Văn phòng của Zelensky kỳ vọng rằng nếu tuyên chiến với Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không còn khả năng cắt giảm hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine trước khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Thông tin này đã được chính ông Zelensky gián tiếp xác nhận trong cuộc phỏng vấn với tờ The Economist của Anh vào ngày 10 tháng 9. Theo đó, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh ông đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự kéo dài, thừa nhận ý định chuyển hoàn toàn nền kinh tế đất nước sang nền kinh tế quân sự hóa hoàn toàn. Trước đây, có thông tin cho rằng phương Tây vẫn cam kết thực hiện phản công của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng có sự hoài nghi về mục tiêu cuối cùng của Zelensky. Các nhà lãnh đạo chính trị của các nước phương Tây sẵn sàng ủng hộ Kiev bằng mọi giá thông qua lời nói. Nhà phân tích quân sự người Anh Jean Bell đã viết về điều này trong bài đánh giá của mình cho Sky News rằng thực tế phũ phàng là các mục tiêu của Ukraine không còn phù hợp với những người ủng hộ họ. Châu Âu giáng đòn mạnh vào Ukraine. Bộ trưởng Bộ Giao thông và Cơ sở Hạ tầng Romania Zorin Radianu vào ngày 11 tháng 9 gọi nỗ lực của Ukraine nhằm đào sâu kênh Danube và đưa nó vào kế hoạch mở rộng luồng xuất khẩu là vượt qua ranh giới đỏ. Tranh chấp về vấn đề này đã kéo dài hơn 6 tháng nhưng chưa tìm được sự thỏa hiệp. Mối bất hòa giữa các đồng minh sẽ chấm dứt như thế nào và vì sao Ukraine ngày càng vướng vào tranh chấp kinh tế với các thành viên EU? Romania sẽ coi nỗ lực của Ukraine trong việc tìm kiếm các tuyến đường thay thế tới Biển Đen và việc đào sâu kênh Danube là một hành động vượt qua lằn ranh đỏ. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nước này Zorin Radianu tuyên bố rằng. Ông lưu ý rằng chính quyền Zelensky được phép sử dụng kênh Danube, nhưng không thể có lựa chọn thay thế nào cho việc này. Lưu ý rằng sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, Ukraine đã cố gắng tìm những cách khác để tiến ra biển. Tại Kiev, họ có kế hoạch tiếp tục đào sâu kênh Danube gần thị trấn Bistro từ 3,9m lên 6,5m. Điều này sẽ cho phép Ukraine vượt qua vùng kiểm soát của Romania. Tuy nhiên, việc này sẽ gây ra tổn thất tài chính đáng kể cho Romania. Hiện tại các tàu được chất hàng tại cảng Ismail và tiến xa hơn qua Romania đến vùng Biển Đen thông qua các kênh sông Danube. Kênh Danube được xây dựng để kiểm soát lũ của sông Danube,
và nằm trên lãnh thổ khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Dnipro. Nó đi qua lãnh thổ Ukraine, nối sông Dnipro và Biển Đen. Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã tăng xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng Dnipro lên 1,5 triệu tấn mỗi tháng. Việc đào sâu kênh sẽ cho phép tăng khối lượng này thêm 500.000 tấn mỗi tháng. Romania cho biết họ lo ngại rằng bất kỳ công trình đường thủy nào đi qua khu vực đồng bằng sông Dnipro chung đều có thể đe dọa động vật hoang dã tại di sản thế giới được UNESCO công nhận và phá vỡ các hiệp ước bảo vệ môi trường quốc tế. Theo đại diện cộng đồng chuyên gia, một làn sóng tranh chấp mới đã được dự đoán sẽ bắt đầu. Sông Dnipro có ý nghĩa đặc biệt đối với chính quyền Zelensky sau những vấn đề liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc. Trong đó, dòng sông trở thành huyết mạch chính cho xuất khẩu lương thực. Nói cách khác, sông Dnipro đối với Tổng thống Zelensky là nguồn tiền và vũ khí. Lập trường của Romania thể hiện rõ ở tình hình ở châu Âu. Người châu Âu sẽ không giúp Ukraine khôi phục nền nông nghiệp vốn có thể gây thiệt hại cho nông dân của họ. Điều này cũng được thể hiện gần đây khi đại diện giới nông dân Romania ngày 12 tháng 9 đã gửi thư ngỏ tới Tổng thống và Thủ tướng nước này. Trong đó, họ đe dọa sẽ phong tỏa các cảng và điểm hải quan từ ngày 1 tháng 10 nếu lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine không được gia hạn. Nông dân Romania tin rằng viện trợ cho Ukraine có tác động tiêu cực đến chuỗi vận tải hậu cần và năng lực lưu trữ ở Romania. Kết quả là các nhà sản xuất trong nước rơi vào tình thế phải bán hàng hóa của mình với giá thấp hơn giá thành. Ngày nay khoảng 45% nông dân Romania không thể trả các khoản vay đến hạn vào tháng 9, tháng 10 do giá ngũ cốc rất thấp. Nếu lệnh cấm nhập khẩu không được gia hạn vào sau ngày 15 tháng 9, giá của nông dân sẽ còn giảm hơn nữa và việc mua các sản phẩm của Romania sẽ giảm đáng kể. Điều này sẽ làm phức tạp thêm tình hình của nông dân. Một ví dụ điển hình khác cho thấy người châu Âu sẽ không giúp Ukraine khôi phục nền nông nghiệp là Ba Lan, quốc gia tích cực nhất trong vấn đề này. Hội đồng Bộ trưởng Ba Lan tại cuộc họp vào ngày 12 tháng 9 đã thông qua nghị quyết gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sau khi kết thúc các hạn chế ở cấp Liên minh châu Âu vào ngày 15 tháng 9. Đồng thời, Hội đồng Bộ trưởng Ba Lan kêu gọi Ủy ban châu Âu gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine sau ngày 15 tháng 9. Nếu không, Ba Lan sẽ đưa ra lệnh cấm riêng ở cấp quốc gia. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến khi giải quyết được mối quan hệ trong các vấn đề nông nghiệp giữa Ba Lan và Ukraine. Như vậy có thể thấy đây là một đòn giáng mạnh của Romania và Ba Lan vào nguồn tiền và vũ khí ít ỏi còn lại của Ukraine. Bất chấp chính quyền Kiev cảnh báo hôm 12 tháng 9 rằng họ có thể tìm kiếm trọng tài quốc tế về những hạn chế đối với xuất khẩu ngũ cốc của Liên minh châu Âu, EU. Các nhà quan sát cho rằng EU không có khả năng gây áp lực lên Ba Lan hay Romania. Sự yếu kém trong bộ máy quản lý của EU có thể đánh giá qua việc Brussels không thể ảnh hưởng đến lập trường của Hungary, quốc gia theo đuổi chính sách độc lập trong quan hệ với Nga. Nga đã mắc những sai lầm nghiêm trọng nào? Chuyên gia quân sự Nga Sergei Mazepsky cho biết trên kênh Topco.ru rằng Ukraine đã phạm những sai lầm nghiêm trọng để đến bây giờ họ phải khốn khổ đến như vậy. Nhưng những quyết định trên chiến trường của Nga cũng không hoàn toàn hợp lý. Nếu không, đến bây giờ mọi việc đã ngã ngũ. Theo chuyên gia Nga, trong suốt một năm rưỡi, giới lãnh đạo quân sự Nga đã phạm 3 sai lầm rất nghiêm trọng. Thứ nhất là việc hoạch định chiến lược và phân bổ lực lượng sai lầm trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong thời điểm tháng 2 năm 2022, Moscow đã phân bổ lực lượng cho cụm quân phía Bắc còn ít hơn quân Ukraine, thậm chí còn phân tán họ theo nhiều hướng cùng một lúc. Điều này khiến cánh quân phía Bắc của Nga áp sát thủ đô Ukraine. Lực lượng dù cũng đã đổ bộ được xuống sân bay Gostomel, còn gọi là sân bay Antonov, chỉ sau một ngày triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhưng không đủ lực phát triển thế tấn công để nhanh chóng đè bẹp lực lượng phòng thủ Ukraine đánh chiếm Kiev, khi cụm quân phía Nam của Nga đã nhanh chóng đạt được thành công ở vùng duyên hải biển Azov, thì cụm quân phía Bắc đã phải rút quân khỏi Kiev sau hơn một tháng giao tranh ở vùng ngoại ô thủ đô Ukraine, và tiếp sau đó là thất bại trong chiến dịch phản công tái chiếm Kharkov của lực lượng vũ trang Ukraine. Một số chuyên gia cho biết rằng nếu cụm quân của phía Bắc được phân bổ lực lượng lớn hơn, có lẽ cục diện chiến sự trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt đã thay đổi hoàn toàn. Thủ đô Kiev của Ukraine đã thất thủ và có lẽ chiến sự đã không kéo dài sang đến năm 2023. Thứ hai là sai lầm trong việc từ bỏ quyền kiểm soát thành phố Kherson. Bất kể quyết định này có bị điều kiện ép buộc như thế nào, bởi việc rút khỏi hữu ngạn sông Đẹp đã khiến lực lượng vũ trang Nga mất luôn quyền kiểm soát tuyến đường bộ trực tiếp tới hai thành phố ven biển Đen là Nikolaev và Odessa.
nếu quân Nga vẫn trụ lại ở thành phố Kherson thì họ vẫn có khả năng tiếp cận tuyến đường này và sẽ uy hiếp toàn bộ vùng duyên hải Tây Nam Ukraine, ngăn chặn chính quyền Kiev duy trì quyền kiểm soát Biển Đen ở khu vực từ phía Nam đến Tây Nam Ukraine. Hệ quả của nó là việc giờ đây Ukraine đã liên tục sử dụng các cảng ở Odessa để làm căn cứ tấn công lực lượng Nga trên Biển Đen và Crimea. Đồng thời, khu vực Nga kiểm soát ở tả ngạn sông Dnepr cũng luôn bị đặt trong tình trạng bị hỏa lực uy hiếp và nguy cơ quân Ukraine đổ bộ vượt sông tấn công. Tuy nhiên, chuyên gia Sergei Mazursky chỉ ra rằng so với Moscow, những sai lầm mà chính quyền Kiev mắc phải cũng không ít, thậm chí là nhiều hơn và nghiêm trọng hơn, khiến họ hao tổn binh lực vô cùng lớn và hiện nay đang mắc kẹt trong cuộc phản công của chính mình, để đến bây giờ phải khốn khổ như vậy. Cụ thể, quyết định sai lầm của Bộ Tổng tham mưu Ukraine là cuộc tấn công vào tháng 9 năm 2022 theo hướng Kharkov chứ không phải ở vùng Azov. Ở vùng Kharkov, mọi thứ diễn ra rất đơn giản đối với lực lượng vũ trang Ukraine và chỉ trong 3 ngày họ đã có thể tiêu diệt gần như toàn bộ lực lượng Nga khỏi đó. Bởi binh lính Nga khi đó gồm những người buộc phải tập hợp lại để không bị bao vây. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, vùng Zaporozhye chưa có phòng tuyến Zhirovikin. Nếu cuộc tấn công của Ukraine được thực hiện theo hướng Zaporozhye đúng một năm trước, thì Ukraine sẽ có cơ hội thực sự đột nhập vào biên giới Crimea, đào sâu vào đó, làm hư hại hoặc phá hủy cây cầu Crimea, làm gián đoạn nguồn cung cấp và bắt đầu bắn vào cầu Crimea với hệ thống HIMARS của Mỹ. Khi đó tình hình sẽ hoàn toàn khác so với bây giờ. Ngoài ra, một sai lầm thứ ba theo logic từ sai lầm trước đó là trì hoãn liên tục giai đoạn thứ hai của cuộc phản công vì Ukraine không có đủ vũ khí cho việc này. Rõ ràng là chế độ Kiev hoàn toàn phụ thuộc về mặt kỹ thuật quân sự vào tập thể phương Tây. Nhưng phương Tây là tập thể chứ không thống nhất. Vì một lý do nào đó, Kiev là nhận được tất cả vũ khí mà họ yêu cầu nhưng với độ trễ rất lớn. Mỗi lần như vậy khiến Nga có thời gian thích nghi và tìm biện pháp phản công. Sau đó, Nga đã không tận dụng được lợi thế này, khiến thời cơ bị trôi qua. Dù vậy, Nga vẫn đang nắm lợi thế trước cuộc chiến ở phía trước. Chiến tranh càng kéo dài, Nga sẽ càng mạnh hơn. Trang 1945 nổi tiếng của Mỹ mới đây đăng bài viết có tiêu đề "Tưởng tượng điều không thể tưởng tượng, điều gì xảy ra nếu Ukraine không thể đánh bại Nga?" cho thấy phương Tây không chú ý đến việc Nga tăng cường sức mạnh khi chiến dịch quân sự đặc biệt phát triển. Bài báo viết như sau: giả định không thể chối cãi của đa số quan chức cấp cao của Mỹ và NATO là chừng nào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine còn tiếp diễn, thì một trong những kết quả chính sách ưa thích nhất của phương Tây trong cuộc chiến sẽ vĩnh viễn được đáp ứng, là làm suy yếu nước Nga. Tuy nhiên, điều không được hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây chú ý là có một nguy cơ đang nổi lên là chiến tranh càng kéo dài, Nga sẽ ngày càng mạnh hơn chứ không yếu đi. Sẽ không có lợi cho ai, đặc biệt là đối với các quốc gia châu Âu gần biên giới với Nga. Khi quân đội Moscow phát triển mạnh mẽ hơn và năng lực thông thường của họ trở nên hiệu quả hơn. Do đó phương Tây phải bắt đầu suy ngẫm về điều không thể tưởng tượng được và đánh giá những hậu quả đối với phương Tây sau chiến thắng quân sự của Nga. Việc hỗ trợ Ukraine theo phản xạ bằng các nguồn cung cấp quân sự miễn là cần thiết, đến một lúc nào đó có thể phải lùi bước trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao có thể chấp nhận được. Lợi ích kinh tế và an ninh lâu dài của Hoa Kỳ và NATO phải trở thành ưu tiên hàng đầu. Là một viên thuốc đắng khó nuốt, sự cân nhắc như vậy có thể tiết lộ rằng việc theo đuổi một kết thúc chiến tranh bằng thương lượng với thỏa thuận tốt nhất có thể cho Kiev có thể là con đường đảm bảo tốt nhất các lợi ích của Mỹ và NATO. Tiếp tục mù quáng, phớt lờ thực tế, chiến trường đang nổi lên để theo đuổi kết quả mong muốn của chúng ta. Chiến thắng hoàn toàn cho Ukraine và thất bại cho Nga có thể thúc đẩy một cách tiêu cực các điều kiện dẫn đến chiến thắng của Nga và khiến an ninh quốc gia của chúng ta gặp rủi ro cao. Tác giả Daniel Davis lưu ý rằng phương Tây không được kiêu ngạo đến mức nhận ra rằng mệnh lệnh sinh tử thúc đẩy những tiến bộ hiện tại của Nga hoàn toàn không có ở Mỹ. Và do đó, động lực và sự sẵn lòng của Hoa Kỳ để nhanh chóng tạo ra, thử nghiệm và áp dụng thành công các công nghệ hoặc chiến thuật quân sự mới có thể dẫn đến kết quả là Mỹ đang tụt hậu so với Nga ở mức độ thông thường. Đối với một mối đe dọa hiện hữu, nước Nga có vũ khí hạt nhân với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, có thể tập trung sự tập trung cần thiết để cải thiện quân đội của mình, đến mức Ukraine cuối cùng sẽ không thể theo kịp. Và do đó không nằm ngoài khả năng Nga có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Bài báo đi đến kết luận rằng, cuối cùng, nghĩa vụ số 1 của chính phủ Mỹ là đối với người dân Hoa Kỳ không được phép để tình hình xấu đi đến mức lặp lại sự thất bại diễn ra ở Afghanistan.
việc lặp lại thất bại của Mỹ vào năm 2021 có thể chỉ là trò đùa trẻ con so với cái giá phải trả nếu thất bại trong cuộc chiến này. Quý khán giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh Tin 360 News. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào, tạm biệt.